Rồi, vậy thì bài này cô sẽ demo chung cho các bạn ha. Cô kết hợp trong cái dùng đôm mà, cho nên cô sẽ viết ở trong này. Và bây giờ cô sẽ chạy nó luôn, run nó luôn. Đấy, tương tự như hôm qua ha. Rồi, nhấc ông này ra. Ok. Kéo vào đây ha. Đấy. Ok. Cô admit mấy bạn nha. Các bạn để khỏi phải các bạn cô phải submit thì các bạn vào bằng cái email FPT ấy. Các bạn vào bằng email FPT ấy. À, xin lỗi các bạn không có mail FPT, sorry sorry, cô xin lỗi, sorry các bạn nhiều. Ok, à sao cái này nó chạy lại lại ra anh này ta? Ủa, cô nhấc ra lại ra anh này ta? Đấy, nó phải anh này chứ. Rồi, ok, cô tắt này đi ha. Rồi, tương tự như nối tiếp cái bài hôm trước á, thì hôm nay cô sẽ làm sương sương như bạn coi cái bài slideshow ha. Cô cũng để script nè. Đấy, tiếp tục cái bài trước thì cô làm cái demo cái bài slideshow ha. Bản chất cái slideshow nó rất là đơn giản nếu như các bạn biết cách làm. Các bạn muốn hiệu ứng phức tạp á thì các bạn sẽ thêm hiệu ứng vào thôi, còn nếu không có hiệu ứng á, thì nó đơn giản lắm, có mấy dòng code à. Thì đầu tiên thì các cái slideshow thì các bạn biết là nó sẽ có cái hình đúng không ạ? Thì cô sẽ để cái hình vào đây ha, cái div, thẻ div vào đây nè. Trong thẻ div thì có cái hình ha các bạn. Chấm sẹt này, image này. Browse ha. Rồi. Tương tự như vậy các bạn để cho cô cái set s ha. Set s thì có thể các bạn để cái file khác, bởi vì là new file này các bạn đặt, tại vì mình sẽ ít code trên set s. Cô sẽ đặt là object chấm set s đi ha. Cô sẽ gọi nó vào link nha các bạn, link set s nè, href nè, sửa nhé, chấm sẹt nè, set s nè, sẹt object chấm set s nè. Ok, vậy thì mình có cái thẻ div, các bạn để nhé, cái thẻ div set s dành cho thẻ div nè. Có các bạn thường để width hay thôi, width 300 pixel hay hay để 250 pixel. Rồi cái hình nhé, cái hình nhé, cái hình trong thẻ div thì cô sẽ để như này, div cách một cái img, tức là nó chỉ tác động đến cái hình mà thuộc cái div thôi, những cái hình để ngoài nó không tác động. Img width cô để là 90%, vậy là cái hình nó thu nhỏ này các bạn. Các bạn thể cái box shadow cho cái div 0,0 5 pixel gray đi ha. Đấy, nó có thể deep nè. Và các bạn để căn giữa thì các bạn để text align center. Đấy, cái hình nó căn giữa. Rồi để cái padding 10 pixel. Đấy, padding nó đẩy xuống đó các bạn thấy không? Và cái hình cô nó chỉ là nằm ở đây thôi, nó 90% thôi. Ok. Và tôi thay đổi kích thước của anh này, cô để 400 pixel đi ha. Thì lập tức cái hình nó sẽ tăng lên 90%. Ok, thấy không ạ? Thấy không ạ? Đó. Ok. Đấy, các bạn để ý nhé. Đấy, cô làm một số cái CSS đơn giản thôi. Thì nó ra được cái các bạn thấy cũng ổn ổn đúng không? Đấy, box shadow.
Nào, 10 pixel. Đấy. À quên. Sorry. Border radius nhầm nhầm. 10 pixel, bó góc liền. Ok không? Nhìn đẹp đẽ liền ha. Rồi, cô vừa thấy một số bạn đang muốn cô admit. Ok. Không sao nha, cứ từ từ ha. Rồi. Rồi, ok, hình như là bị dư ra một cái, bị dư cái này, cô tắt nha. Đấy, cô lấy cái này. Rồi. Thì bây giờ cái này nè. Cái hình vậy thôi. Bây giờ ở dưới cô để một cái dãy bất tần nhá. Thì các bạn để nhiều bất tần thì các bạn để cho cô là div. Trong cái div này các bạn để cho cô là bất tần. Bất tần thứ nhất là next. Đúng không? Đấy. À, bất tần mà để trong thẻ div nó là chịu ảnh hưởng của thẻ div, các bạn thấy không? Đấy. Cái div trong này nó chịu ảnh hưởng của div ngoài này, thấy không ạ? Đấy. Thì các bạn có thể để cái này để cái là để cho cô là class đúng không? À, để class là wrapper đi ha. Đấy. Thì các bạn để cái div cũng là cái set s là thẻ div nhưng mà div.wrapper. Đó. Thì lập tức là cái thẻ div này áp dụng, còn thẻ div trong này không áp dụng. À. Phải là thẻ div nào mà có class của nó là wrapper mới áp dụng, còn thẻ div bình thường không áp dụng nhé. Rồi, next. À, các cái button các bạn để thoải mái ha. Đấy. Và các bạn có thể để cái image cái hình này nè. Cái để cái margin. Margin bottom 20 pixel. Nó sẽ đẩy xuống này. Khoảng cách giữa cái mơ khoảng cách giữa cái hình này và cái viền của nó phía ngoài nó này thì cô gọi là margin. Nó cách khoảng 20 pixel. Cách bao nhiêu tùy các bạn ha. Rồi, cái button này các bạn muốn kích thước như nào cũng tùy. Các bạn có thể đặt set S. Bây giờ cô không đi vào set S nhá. Rồi, cô sẽ đi vào cái code JavaScript thôi. Thì cái này là các bạn để cho cô là previous. Là nút next và nút previous, nút tới và nút lùi ha, nút tới và nút lùi, ok chưa? Và cái này các bạn để cho cô là type bằng button nha. Tại vì với button thì nó sẽ ngầm định type bằng submit, cho nên là các bạn submit thì nó sẽ gửi cái form đi. Còn mình không submit. Mình để button ha các bạn, để mình xử lý tại ở phía tại chỗ thôi. Xử lý nó dừng ở đó. Ok chưa? Rồi. Tiếp nha. Rồi bây giờ cô sẽ xử lý này. Bây giờ cô đang ở cái cô sẽ ở cái row 00, cô sẽ next tới nó sẽ ra sang một cái row khác đúng không? Bây giờ nè, cô sẽ khai báo một cái mảng. Có bao nhiêu hình tôi để, cô để hết vào mảng. Được chưa? Đấy, cô có 4 cái hình, cô sẽ để hết vào mảng. Có 5 các bạn cũng để vào. Vậy thì cô sẽ khai báo một cái mảng các cái hình. À, gán bằng. Cô để vào thôi các bạn nhé. Mảng thì nó sẽ giới hạn cái bao của nó là dấu mốc vuông. Dấu mốc vuông nhé. Bây giờ có 5 cái hình, cô ở 4 cái hình thì cô để tên 4 cái hình thôi. Đây. Đấy, rename. Copy ha. Đưa vào đấy. Hình của cô là 00 này. Ừ. Từ từ. Đấy, 01 này. Vậy nè. Xuống dòng nha. 02 nè. Đó, 03. Có hình nữa các bạn cứ đẩy vào không sao hết. Ha. Đấy, cô để 3 hình trước đi. Cô để 3 hình trước đi. Test 3 cái hình trước đi. Rồi. Cô test 3 hình trước thì tí nữa cô sẽ test tiếp ha. Cô test 3 cái hình trước ha.
Rồi, để cô vào cô submit một số bạn vô ha. Admit, ok. Rồi, các bạn thông cảm nhé. Lâu lâu cô sẽ vào, cô sẽ add các bạn. Sorry ha. Tại vì cô đang giảng dở á. Rồi, cô add cái hình vào, vào một cái mảng. Tức là cái này nó giống như kiểu là sau này các bạn sẽ có dữ liệu về hình thì các bạn sẽ đẩy xuống. Đúng không ạ? Thì giả sử, thực ra cái này nó chính là dữ liệu đấy các bạn. Đây, các bạn thấy thông tin đúng không ạ? Nó là dữ liệu đấy ạ. Ok. Rồi, tiếp nhé. Rồi bây giờ cô muốn nè, khi cô đang ở cái hình thứ nhất, cô next cái nó sẽ nhảy tiếp hình thứ hai, next tiếp nó giải nhảy tiếp hình thứ ba. Thứ nhất là cô phải bắt cái sự kiện ở cái button next, giờ cô để là on click đúng không? On click và cô gọi cái f function next, function next. Ok, cô gọi cái function next đó để cho nó next. Vậy thì function viết cái gì bây giờ? Mình thì mình viết thôi. Function f next. Ok. Viết thôi. Rồi, vậy thì khi cô next cô sẽ làm cái gì? Thứ nhất là cô sẽ nhảy từ hình này sang hình tiếp theo. Vậy thì cô sẽ gán cái chỉ số đấy các bạn ấy. Cô sẽ để, nhớ là phải để biến toàn cục nha, và index, current index là cái index hiện tại cô gắn bằng 0. Bằng 0 thì cũng tương đương với là tương đương với cái vị trí đầu tiên của mảng. Rồi, nếu tôi next một cái thì current index này tôi sẽ tăng lên 1. Current index này sẽ cộng cộng tăng lên 1. Sau đó cô sẽ thay đổi cái đường dẫn của anh này. À, mà muốn thay đổi đường dẫn của anh này của hình thì tôi phải bắt được cái hình. Bắt được cái hình thì có nhiều cách. Để cô chỉ các bạn một cách rất là thú vị nè. Khi nãy các bạn tạo set S cho thẻ div img thì cái này cô gọi là selector. Thì cô hoàn toàn có thể dùng selector này để làm ở trong JavaScript. Vậy để bắt cái này thì tôi lấy đúng cái selector này nhé. Vậy thì cô sẽ gì đây ạ? À? Và my image, cái image cái hình hiện tại đó, hoặc là các bạn để current image đi ha, cái giống cái current index ha, image gán bằng document.query selector. Cô các bạn để đúng cái selector này cho cô nha, copy đúng cái selector này vào. Ok, vậy là cô lấy đúng cái hình cái thẻ hình này, nó lấy theo cái thẻ div và cái img con của div. Các bạn thấy con của div chỉ có một img thôi, nếu có nữa thì nó cũng lấy cái đầu tiên, cái đầu tiên tùy nhá, nhưng mà tùy tình huống nha, tại vì nó duy nhất cho nên tôi làm vậy thôi, để đang biểu diễn cho các bạn việc là các bạn lấy cái selector ha, nó là biểu diễn thôi, còn khi các bạn làm thực tế còn tùy thuộc vào cái thẻ đấy nó đứng ở vị trí nào nữa, để các bạn lấy cho nó chắc chắn. Chắc chắn nhất là đặt ID ha, để tôi điều demo thôi nhé. Rồi sau đó các bạn làm gì tiếp ạ? Tôi sẽ lấy cái này tôi đổi cái đường dẫn thôi. Add cái current img, img.src sẽ gán bằng, lấy đúng cái đường dẫn này các bạn ạ. Đổi tên hình thôi. Đổi tên hình thì có một cái gọi là ký tự dấu huyền này này, gọi là template string hoặc là tick, backtick, gọi là backtick, hoặc là gọi một là gọi là backtick, hai là gọi template string, hai cái gọi đều như nhau. Thì các bạn thấy là nó chỉ giống nhau cái đường dẫn hình thôi, image thư mục image nó khác nhau cái tên hình. Vậy thì tôi lấy tên hình tiếp theo. Tên hình sẽ là cách lấy cái biến này là đô la móc nhọn ha. Và trong này các bạn lấy là array image. À, móc vuông y index current index. Ok. Rồi, tôi giải thích nha. Cô giải thích nè.
thì khi các bạn gọi hàm next thì current index nó sẽ tăng lên 1. Khi cái này current index tôi hiện tại là đang bằng 0 thì gọi next cái nó tăng lên 1, có nghĩa là bằng 1. Bằng 1 thì tôi sẽ gọi đổi đường dẫn là image, lấy cái tên của cái array này này. Được chưa? Array này với cái index là 1. Index 0 là cái này, index 1 là cái này, thì nó sẽ ra rows 01.jpg. Cái này nó trả về rows 01.jpg. Được chưa? Next nha. Next đó, nó nhảy nè. Next cái nữa, nhảy tiếp theo là ba hình đúng không? Next cái nữa là lỗi. Bởi vì là nó chỉ có ba hình thôi. Mà các bạn next quá, vượt quá cái độ dài của mảng thì nó không cho next nữa. Thì có một cái giải pháp là như thế này. Các bạn bắt lỗi cho này, if nếu current index mà lớn hơn cái độ dài của mảng, đúng không, lớn hơn cái độ dài của mảng, lớn hoặc bằng ha, lớn hoặc bằng độ dài của mảng, độ dài của mảng là array image chấm len. Ví dụ như là nó độ dài của mảng là 3 mà nó lớn bằng 3 là không được rồi, tại vì nó chỉ đầy tới 2 thôi. Mảng này gồm 3 phần tử thì độ dài nó bằng 3. Mà nó chỉ chạy tới 0, 1, 2 thôi. Đến 3 là không được rồi. Cho nên khi mà current index này lớn bằng cái này thì tôi sẽ gán current index, tôi gán ngược lại bằng 0. Tôi quay về cái đầu. Ok. Đấy nha. Next. 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 Nó quay về cái đầu các bạn này. Nó chạy hoài, chạy miết luôn. Đến hết nó cứ quay về đầu. Đó, vậy là tôi viết được hàm hàm next. Còn hàm previous thì ngược lại, tôi thay vì cộng cộng tôi để là trừ trừ. Và trừ trừ đến không thì nó dừng, không thể trừ trừ nữa. Vậy thì nếu như nó nhỏ hơn không thì tôi phải quay lại cái độ dài trừ 1. Đấy, cho nên cái khúc sau các bạn phải tự viết. Giả sử như cô thêm một phần tử của mảng nữa thì cô không cần phải sửa lại code nha. Cô nếu mà thêm một phần tử của mảng nữa, cô không cần phải sửa lại code. Bởi vì dữ liệu thay đổi, đây là cái trường hợp dữ liệu thay đổi nhé. Dữ liệu thay đổi thì cái hàm này cô không cần sửa nữa, không hề sửa luôn. Next 1 2 3. Đấy. Ồ, cái hình này nó vượt nè. Phải để độ dài nè. Tại vì ở riêng ông này độ dài nó bị nhảy. Ok, vậy thì cái hình tôi chỉ sửa cái độ dài thôi. Hay. Hay. Chiều cao. Cái trên là 300 pixel thì chiều cao có để 200 chẳng hạn. Ok. 200 ít quá ha. 250. Đấy, 250 ví dụ thế, ví dụ vậy. Thì nó sẽ đều. 1 2 3. Đấy, nó hình nó hơi méo, đúng không? Đấy. Đấy, vậy là khi mà cái dữ liệu thay đổi thì cái hàm này cô không cần phải viết lại nữa. Vậy là code các bạn đang tốt nha. Nếu như khi mà dữ liệu đổi mà các bạn xuống phải sửa lại cái hàm là có vấn đề. Thêm một hình nữa không sao. Đấy, các bạn cứ thêm hình thoải mái không sao. Nhưng mà ở đây cô đang có bốn hình thôi, cô để bốn hình thôi. Có nghĩa là có bao nhiêu hình không quan trọng. Tại vì là tôi đang dùng cái độ dài của mảng mà. Thì mảng dài bao nhiêu thì tôi chạy tới bấy nhiêu. Đấy, cho nên là code nó không đổi. Rồi. Ok không ạ? Thì đó là cái hàm mà slideshow ha, rất đơn giản luôn. Một cái thứ hai nữa này, các bạn muốn nó tự chạy, tự chạy thì các bạn phải viết một hàm, tức là khi bật lên nó tự chạy liền, khi refresh cái nó tự chạy. Đó. Thì thứ nhất là các bạn phải viết một cái hàm tự chạy function start ha, function start ha, đó. Trong function start này tôi đặt một cái biến gọi là biến biến gọi là biến time timer ha. Và t biến time cũng để toàn cục. Thì tôi cái biến time này tôi sẽ gán bằng là window chấm cái gì đấy ạ? Set interval ha, set interval. Interval là set để lặp, set timeout cũng được. Hai cái này khác nhau nhưng mà nó chạy lại gần giống nhau. Nhưng bản chất timer với cái interval và cái timeout nó khác nhau đấy.
Rồi cái hàm tôi gọi hàm f next, function next, function next, và tôi chạy mỗi lần tôi chạy là nó nhảy 1.000 giây. Ok, 1.000 giây. Rồi và bây giờ tôi gọi hàm này ra, gọi hàm này, gọi ở đâu slide được, tại vì các bạn để function mà, gọi ở đâu được. Rồi ok, nó tự chạy, thế không ạ? Đấy. Nó tự chạy. Đó. Thấy không ạ? Ok, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đấy, con không nó muốn nó tự chạy thì thôi, tắt nó đi. Next. Ok. Rồi, có cách tắt nha, nhưng mà thôi, tôi không demo cái cách tắt nữa. Đó, để tự chạy ha. Ok, thoải mái được chưa? Đấy. Thì tôi vừa demo các bạn cái slideshow xong. Rồi. Ok, dừng.